Vụ xuân năm nay, huyện Văn Lâm có kế hoạch gieo cấy 2.200 ha diện tích lúa. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo cấy được 95% diện tích. Năm nay, huyện có nhiều diện tích ruộng bỏ hoang được người dân cải tạo tiếp tục gieo cấy. Đáng chú ý, tại thôn Hành Lạc, thị trấn Như Quỳnh, có hơn 80 mẫu ruộng bỏ hoang hơn 10 năm. Do địa hình ruộng vàn cao, thấp khác nhau, xen kẹp giữa các doanh nghiệp nên thường xuyên bị ngập úng, ô nhiễm, rất khó canh tác. Vụ xuân năm nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp thị trấn Như Quỳnh đầu tư gần 300 triệu đồng, mua máy móc, hỗ trợ làm đất, đắp bờ, cải tạo hệ thống thoát nước thuận lợi nên người dân đã gieo cấy lại. Dự kiến trong vài ngày tới, người dân sẽ tiến hành gieo xạ, bảo đảm trong khung thời vụ tốt nhất. Được biết, không chỉ có thôn Hành Lạc mà ở các xã Việt Hưng, Chỉ Đạo, người dân cũng đã cấy trở lại nhiều diện tích đất bị bỏ hoang với tổng diện tích trên 150 mẫu. Để hỗ trợ người dân gieo cấy lại tại những thửa ruộng bỏ hoang, huyện Văn Lâm đã hỗ trợ 80% giống lúa và 30% phân bón một lần cho cả vụ.